Bom tấn 115 triệu của Chelsea có màn ra bắt thảm họa. Real Madrid đánh úp vụ Mbappé. Barcelona có thắng lợi đầu tiên tại La Liga. Bom tấn ra bắt thảm họa, Chelsea thua sốc West Ham. Sau trận hòa 1, 1 với Liverpool ở vòng đấu mở màn, Chelsea được kỳ vọng sẽ giành được chiến thắng khi làm khách trên sân của West Ham, đội bóng cùng thành phố London. Tuy nhiên đoàn quân của huấn luyện viên Pochettino đã gây thất vọng khi họ để thua 1, 3. Điều đáng nói đội chủ nhà chỉ thi đấu với 10 người từ giữa hiệp 2 và sau đó họ mới ghi bàn ấn định chiến thắng. Các ngôi sao đắt giá của Chelsea thay nhau gây thất vọng, từ Mudrik, Enzo Fernandez cho đến Caicedo. Đến phút 61, huấn luyện viên Mauricio Pochettino tung tân binh trị giá 115 triệu bảng mới xích Caicedo của Chelsea vào sân nhằm gia tăng sức tấn công. The Blues có lợi thế được chơi hơn người từ phút 67 khi Awe, người mở tỷ số cho West Ham, phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, Caicedo không những không giúp Chelsea chơi khởi sắc hơn mà cầu thủ đắt giá nhất lịch sử ngoài hạng Anh thậm chí còn mắc sai lầm. Đúng vào những phút bù giờ, tuyển thủ Ecuador phạm lỗi với Emerson của West Ham trong vòng cấm khiến The Blues bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Paquita bình tĩnh dứt điểm đánh lừa thủ môn Sanchez, đặt dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của Chelsea. Barca chào sân mới bằng thắng lợi nhẹ nhàng. Sau khi bị cầm hòa không bàn thắng ở trận gia quân trước Getafe, Barcelona cần một chiến thắng trước Cadiz tại Nou Camp dạng sáng 21 tháng 8 để bám đuổi Real Madrid, đội bóng đã toàn thắng cả hai trận ở La Liga năm nay. Barcelona áp đảo toàn diện và họ tung ra tới 23 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng ở hiệp 1. Nỗ lực của Barcelona cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 82. Từ tình huống chọc khe đẳng cấp của Gundogan, Perry lạnh lùng băng xuống dứt điểm nhanh mở tỷ số 1, không cho Barcelona Cadiz dồn lên tấn công và hàng thủ để lộ ra nhiều sơ hở nên họ đã phải nhận thêm bàn thua ở những phút bù giờ. Người ghi bàn là cầu thủ vào sân thay người Ferran Torres với cú ra chân quyết đoán. Thắng Cadiz 2-0. Barcelona có được chiến thắng đầu tiên ở La Liga năm nay. Ở trận đấu tâm điểm khác, Atletico hòa không đều Real Betis. Với những kết quả này, Barcelona tạm leo lên vị trí thứ La Liga với 4 điểm còn Atletico xếp ngay phía trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng. Real Madrid đánh úp Mbappé. Các khổng lồ La Liga được cho âm mưu đánh úp thương vụ Kylian Mbappé từ PSG trước khi chuyển nhượng hè đóng cửa 31 tháng 8. Theo Gmail, Real Madrid chuẩn bị ra giá 120 triệu euro để có thể đưa Mbappé về Bernabeu ngay hè này. Nguồn tin cho hay, Chủ tịch Perez muốn đảm bảo có chân sút tuyển pháp thay vì ngồi nhìn Mbappé ký hợp đồng mới với PSG, có thể bao gồm điều khoản giải phóng cao hơn. Mbappé vừa trở lại khi vào sân trong hiệp 2 và ghi bàn từ chấm 11 mét cho PSG ở trận hòa 1-1 trên sân khách Toulouse tại vòng 2 Ligue 1. Trước đó, tiền đạo này bị PSG loại khỏi đội hình một PSG, phải xuống tập riêng với nhóm cầu thủ không còn được trọng dụng ở Paris sau khi thông báo sẽ chỉ ở lại đến hè năm sau và không kích hoạt gia hạn. Nhưng Mbappé cuối cùng quyết định thỏa hiệp với PSG để có thể trở lại tập luyện và thi đấu. Đã có những thỏa thuận giữa chủ tịch Anne và cầu thủ này dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. MU để bắt trung vệ Florentino Luis của Benfica. Theo nhà báo Pedro Almeida, MU đã cử trinh sát theo dõi trung vệ Florentino Luis ở trận Benfica 20 Estrela Amadora ở giải Premier Liga diễn ra vào dạng sáng chủ nhật vừa qua. Trung vệ 23 tuổi vào sân từ đầu hiệp 2, trước khi Benfica ghi được hai bàn thắng một để giành chọn 3 điểm trên sân nhà. Trong trận đấu khai màn mùa giải mới hôm 14 tháng 8, mục tiêu của MU, Florentino Luis cũng vào sân từ ghế dự bị. Điều đó làm tăng suy đoán anh có thể rời câu lạc bộ Bồ Đào Nha ở chuyển nhượng hè này. Pedro Almeida cho biết, MU đang cân nhắc đưa ra lời đề nghị cho Florentino Luis trong thời gian còn lại của phiên chợ hè. Erik ten Hag được cho vẫn muốn có thêm một trung vệ và một tiền vệ. Gần đây Luis được một câu lạc bộ hỏi mua với giá 40 triệu euro, tuy nhiên đó không phải là đội bóng của Erik ten Hag. Ngoài MU thì Man City, Liverpool và PSG được cho cũng theo dõi tình hình của Luis ở Benfica. PSG gửi đề nghị chính thức cho Colomani. Nhà báo Florian Battenbock cho biết, PSG đã gửi lời đề nghị chính thức cho tiền đạo Ranan Colomani của Frankfurt. Tương lai của cầu thủ người Pháp được đồn đoán nhiều ở ngày này, với một số câu lạc bộ muốn có sự phục vụ của Colomani, bao gồm cả MU, Chelsea và Real Madrid. Theo nhà báo Eric Peters, PSG hỏi mua Money với giá khoảng 65 triệu euro, một con số khó được chấp nhận khi mà Frankfurt định giá cầu thủ của họ ở mức 100 triệu euro nhà vô địch lịch một cũng lường được điều này nhưng không có ý định đáp ứng yêu cầu của đội bóng đức PSG bắt đầu mùa giải mới với một diện mạo khác lạ trên hàng công sau khi messi và neymar đều đã rời paris còn tương lai của mbappe vẫn chưa có gì chắc chắn